Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Dành cho những vị phụ huynh muốn dạy con về quản lý tài chính, chúng tôi có dành tặng ebook Cùng con tự do tài chính miễn phí dưới phần mô tả. Còn sau đây, mời anh chị và các bạn, chúng ta cùng đi vào nội dung của bài ngày hôm nay. Để tạo nên nước Mỹ giàu mạnh như hiện nay, chắc chắn có sự góp công của rất nhiều người qua nhiều thế hệ. Thế nhưng trong thế kỷ 19, khi nói về tầng lớp đại tư bản Mỹ, không ai có thể bỏ qua bốn cái tên thống lĩnh trong bốn lĩnh vực cực kỳ trọng yếu kiến thiết nên nước Mỹ. Đó là ông vua đường sắt Cornelius Vanderbilt, ông vua dầu lửa John Davison Rockefeller, ông vua thép Andrew Carnegie và ông vua tài chính J.P. Morgan. Họ được mệnh danh là những ông vua trong lĩnh vực của mình. Và hãy cùng chúng tôi điểm qua những điểm nổi bật trong sự nghiệp của những đại tư bản này. Đầu tiên phải kể đến ông vua đường sắt. Nhà đại tư bản đầu tiên của nước Mỹ chính là ông vua đường sắt Cornelius Vanderbilt. Ông sinh ra năm 1794 tại New York. Từ thành công trong lĩnh vực đường thủy, ông chuyển sang lĩnh vực đường sắt khi đã 70 tuổi. Đế chế đường sắt của ông bao phủ khắp mọi miền nước Mỹ. Đường sắt thúc đẩy giao thương, đường sắt kết nối con người. Đường sắt chính là sợi chỉ khâu lành vết thương của nước Mỹ sau cuộc nội chiến. Khi đó, đất nước bước vào một cuộc tái thiết toàn diện, các cây cầu, đường xá và cả những ngôi nhà nhanh chóng được mọc lên, đưa đất nước vào một thời kỳ phát triển rầm rộ. Nhu cầu tất yếu cho sự tái thiết này là vận chuyển, lượng hàng hóa vận chuyển tăng cao chưa từng thấy. Vì thế, các chuyến tàu của Vanderbilt luôn đầy ắp, tấp nập và nhộn nhịp, khiến cho ông nhanh chóng trở thành người giàu có và quyền lực nhất đất nước. Ở tuổi 72 của cuộc đời, ông được tôn vinh là ông hoàng của ngành đường sắt. Ông vua dầu lửa Rockefeller, sinh năm 1839, John D. Rockefeller chính là nhà đại tư bản thế hệ thứ hai và cũng là nhà đại tư bản vĩ đại nhất của nước Mỹ. Dầu lửa chính là ngành công nghiệp phát triển theo sau ngành công nghiệp đường sắt. Vào những thập niên cuối thế kỷ 19, khi đèn điện chưa ra đời, dầu hỏa được khai thác để thắp sáng. Sau đó, nó được dùng để cung cấp nguồn nguyên liệu cho giao thông vận tải và tạo ra các chế phẩm hóa học như là xăng. Và Standard Oil của Rockefeller cung cấp tất cả những thứ đó. Nhờ nghị lực, kỷ luật tôi rèn và sự khôn ngoan, vào năm 25 tuổi, John D. Rockefeller đã kiểm soát và điều hành một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất nước Mỹ. Khi 31 tuổi, ông trở thành nhà lọc dầu giàu nhất thế giới. Năm 38 tuổi, ông cung cấp 90% sản lượng dầu được tinh lọc tại Hoa Kỳ. Vào thời điểm nghỉ hưu khi 58 tuổi, ông trở thành người giàu có nhất nước Mỹ. Và đến khi ông qua đời năm 1937, John D. Rockefeller trở thành người đàn ông giàu có nhất hành tinh và cho đến nay cũng chưa có ai có tài sản vượt qua được khối tài sản của ông. Ông vua thép Andrew Carnegie sinh năm 1835, ông trở thành người giàu có thứ hai trong lịch sử sau ông vua dầu lửa Rockefeller. Nước Mỹ thay ra đổi thịt với các tòa nhà chọc trời, những cây cầu, những con tàu và những đường dây xe lửa bằng thép của Carnegie. Ông được coi là ông vua sắt thép của Mỹ khi đã thâu tóm hết các công ty thép nhỏ, xây dựng nên một công ty lớn, rồi sau đó xây dựng các nhà máy thép trên khắp đất nước, dùng phương pháp và công nghệ tân tiến giúp sản xuất thép chất lượng và năng suất hơn. Sau này, Carnegie đã bán lại đế chế của mình là công ty US Steel cho ông trùm tài chính J.P. Morgan với số tiền khổng lồ lúc bấy giờ là 480 triệu đô la, tương đương với hơn 300 tỷ đô hiện nay. Cuối cùng là ông vua ngân hàng John Pierpont Morgan, sinh năm 1837, trong một gia đình kinh doanh và sau này là nhà băng giàu có. Được ví như Napoleon của phố Wall vì có những thành tích trong sự nghiệp mà khó có ai bì kịp. Ông có sức mạnh lay chuyển thị trường tài chính Mỹ và nhiều quốc gia khác. Ngoài sức mạnh tài chính, ông còn vươn rộng cánh tay ra nhiều lĩnh vực khác, như thâu tóm US Steel của ông vua thép Andrew Carnegie và tài trợ cho Edison lẫn Tesla, rồi thành lập nên công ty điện, đưa ánh điện vào mỗi hộ gia đình. Mỗi nhà đại tư bản đều là một ông vua trong lĩnh vực khác nhau, có những thành công khác nhau.
Thế nhưng để tạo nên những con người vĩ đại như vậy, dường như lại có một công thức chung. Sau đây là những điểm mà Azadvin nhận thấy ở họ. Thứ nhất, đó là nghị lực lớn. Để vươn tới những thành công mà không ai có được, chắc chắn họ cũng phải trải qua những khó khăn chưa ai gặp phải hoặc đã từng gặp phải mà không vượt qua được. Như ông vua dầu lửa Rockefeller, hành trình trở thành người giàu có nhất mọi thời đại bắt đầu từ chuỗi ngày đi xin việc không mệt mỏi, từ sáng sớm đến chiều tối, 6 ngày một tuần, trong 6 tuần liên tiếp. Rockefeller mặc cho áo ướt đẫm vì ánh nắng chói chang của mùa hè tại Cleveland, mặc cho đôi chân có đau nhức vì phải đi bộ cả ngày ngoài đường. Ông đã lên danh sách các công ty mình muốn ứng tuyển, thế nhưng lại không ai muốn thuê một cậu nhóc 16 tuổi làm việc và rất ít người thật sự muốn tiếp chuyện với ông. Khi đã đi hết danh sách, ông lại bắt đầu từ công ty đầu tiên. Thậm chí có công ty ông đã ghé lại đến tận 3 lần. Ông xem quá trình tìm việc như công việc của mình. Ngày nào tôi cũng làm việc chăm chỉ, công việc của tôi là tìm việc, tôi dành cả ngày để làm việc đó. Hay như ông vua thép Andrew Carnegie, thời còn học làm nhân viên điện tín, buổi tối ông thường ở lại muộn hơn, sáng đến sớm hơn để học thêm đánh chữ điện tín. Vào một ngày quan trọng có tin cần đánh điện nhưng chưa có ai, ông đã nhận nhiệm vụ và ngày hôm đó ông đã được đưa làm điện tín viên và được nhận mức lương gấp đôi. Sau này, nghị lực của ông còn thể hiện trong việc xây dựng cây cầu bằng thép lớn nhất nước Mỹ ở thế kỷ 19. Thứ hai, họ đều là những người nhạy bén với thời cuộc và dũng cảm thực hiện khát vọng. Rõ ràng để có những thành công vang dội, những nhà tư bản đã luôn nhìn trước người khác nhiều bước. Hay nói cách khác, họ rất nhạy bén với thời cuộc. Bên cạnh đó, họ cũng dũng cảm để thực hiện những điều chưa ai từng nghĩ, không ai dám làm, nắm rõ ngành nghề kinh doanh và tìm được thị trường có lợi thế cạnh tranh. Như ông vua đường sắt đã bán toàn bộ tài sản gây dựng cả đời ở ngành đường thủy ở tuổi 70 để đầu tư sang lĩnh vực đường sắt không ai thèm quan tâm tới lúc bấy giờ. Quyết định tưởng chừng như điên rồ này lại biến ông trở thành ông vua đường sắt chỉ trong 2 năm sau đó. Bởi nhu cầu giao thương tái thiết đất nước sau chiến tranh là vô cùng lớn và ông đã nhìn ra cơ hội ở ngành đường sắt. Hay như Rockefeller thể hiện sự nhạy bén của mình qua nhiều lần, từ sự lựa chọn ngành công nghiệp dầu mỏ để phát triển, xây dựng hệ thống lọc dầu và chế biến dầu khép kín để tối ưu chi phí, cho tới việc sản xuất chế phẩm từ dầu khi điện ra đời. Ông vua thép Carnegie thì ngoài việc nhìn ra cơ hội trong ngành thép khi nhu cầu xây dựng, làm đường dùng đến thép là rất lớn, thì ông còn thể hiện tầm nhìn khi quyết tâm xây dựng cây cầu bằng thép, thay gỗ mà ai cũng nghĩ là điên rồ. Và rồi vượt qua nhiều khó khăn, ông đã hoàn thành cây cầu bằng thép lớn nhất nước Mỹ bắc qua sông Mississippi vào thế kỷ 19. Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, không ít lần JP Morgan thể hiện được tầm nhìn và sự nhạy bén với thời cuộc. Thế nhưng để tạo nên một JP Morgan có quyền lực thao túng cả thị trường tài chính Mỹ và nhiều nước trên thế giới thì bắt đầu từ câu chuyện ông đã nhạy bén và thực hiện các giao dịch mua bán vàng dựa trên sự biến đổi giá do nội chiến Mỹ. Nhờ việc xây dựng được một khối tài sản nhờ giao dịch vàng, hiệu buôn của JP Morgan trở nên nổi tiếng ở phố Wall và biến ông thành một ngôi sao trong giới tài chính. Anh chị và các bạn thân mến, bốn cái tên kể trên đã tạo nên giấc mơ Mỹ. Họ đã chuyển đổi tất cả mọi thứ họ chạm vào, dầu hỏa, đường sắt, thép, vận chuyển và các ngành công nghiệp tài chính. Tên của họ được đặt thành tên đường, được khắc vào các tòa nhà và là một phần không thể thiếu của lịch sử nhân loại. Thông qua câu chuyện của những nhà đại tư bản nổi tiếng, chúng ta có thể chất lọc để học hỏi từ tinh thần làm việc và làm giàu của họ. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng Azadvin để những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.